Tiếp tập 8. Ở Vân Mộng, người nhà của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng luôn luôn lo lắng, nhất là Ngô phu nhân, bà ta xót xa khi người con trai duy nhất của bà phải cực khổ đi huấn luyện, mỗi ngày ăn chút cơm canh nhạt, lại còn bị bắt đi săn yêu thú, dã tâm của Kỳ Sơn Ôn thị vô cùng độc ác. Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng nhóm người đi săn vô tình nghe được chuyện đã xảy ra với cô Tô Lam thị. Vân Thầm Bất Chi Sứ đã bị bọn chúng thiêu rụi, Lam tông chủ bị thương vẫn còn chưa tỉnh lại. Lam Trạm đứng ra ngăn cản thì bị thủ hạ của Ôn Húc tấn công gãy mất một chân. Nghe xong, Ngụy Vô Tiện liền đi tới an ủi Lam Trạm, nhưng anh ta cũng bờ luôn, không thèm bắt chuyện. Giang Trường khuyên bảo Ngụy Vô Tiện hãy an phận, đừng lo chuyện bao đồng. Về phía tên Ôn Triều thì đang gặp một cô gái trẻ tên là Miên Miên. Tiếng kêu cứu của cô nàng vang lên, Ngụy Vô Tiện một lần nữa nhúng tay vào giải cứu, lấy ra một cuốn truyện tranh người lớn để chiêu dụ tên công tử ngạo mạn. Lúc này ả người tình của Ôn Triều cũng đi tới. Nhìn thấy tất cả chuyện này, nhất là khi Ôn Triều lại dụ dỗ con gái khác, nên ánh mắt ả ta toát ra toàn sát khí. Tất nhiên là sát khí này hướng về cô gái tên là Miên Miên kia. Cuộc săn yêu thú bắt đầu, họ được đưa xuống một hang động tối om. Ai cũng đầy nghi hoặc không biết bọn họ sẽ đối phó với yêu quái gì. Hỏi tên công tử Ôn thì hắn ta không tiết lộ, chỉ nói, ta ra lệnh, các người chấp hành. Một canh giờ trôi qua mà yêu thú vẫn chưa xuất hiện, tên Ôn Triều nóng lòng không thể chờ đợi thêm, bèn phái thủ hạ bắt một người treo lên làm mồi nhử. Trong lúc không biết chọn ai thì ả tình nhân của hắn liền chỉ vào Miên Miên, cô gái trẻ sợ hãi loay hoay tìm chỗ trốn. Hắn ta còn tuyên thệ, ai dám che chở liền sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn không ra khỏi cái hang này. Nghe vậy, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ với Miên Miên. Ngụy Vô Tiện định nhúng tay vào thì bị Giang Trường kéo lại. Chỉ mỗi Kim Tử Hiên và Lam Trạm là đứng về phía cô gái. Tên Ôn Triều nhìn thấy phản nghịch liền cho người xông lên. Hắn ta tắc quái lên tiếng chửi bới. Ngụy Vô Tiện không thể đứng nhìn được nữa lên tiếng lăng mạ. Chưa dừng ở đó, nam chính ném quyển sách tổ tiên Ôn ra xuống đất để nhục mạ hắn. Tên đó tức quá liền cầm kiếm lên xông về phía Ngụy Vô Tiện nhưng không được. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội tiếp cận đó bắt Ôn Triều làm con tin. Đột nhiên lúc này từ phía sau một con thủy quái xuất hiện với ánh mắt đỏ cháy. Sự xuất hiện của quái vật làm Ngụy Vô Tiện buộc lòng phải thả Ôn Triều ra để đối phó với nó. Mọi người đều ra tay tấn công quái vật nhưng không có tác dụng gì. Đến lượt nam chính chuẩn bị ra tay thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Miên Miên. Lúc này cô ta đang sắp sửa bị ạt tình nhân của Ôn Triều tra tấn bằng thanh sắt rực đỏ có ký hiệu của Ôn gia. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giết chết hai tên thuộc hạ, khiến thanh sắt bay ra. Thấy vậy lập tức chạy tới trước mặt đỡ cho nàng ta, đồng thời đánh bay ả ta ra xa. Tập 9. Tên Ôn Triều thấy vậy lập tức kêu đám thuộc hạ về giết Ngụy Vô Tiện, nhưng vừa lao lên đã bị yêu thú nuốt chửng. Thấy vậy đám người Ôn gia liền tháo chạy, Kim Tử Hiền đuổi theo nhưng không kịp, bọn chúng sau khi thoát liền bịt kín cửa hang giam, đồng thời bắn pháo hoa gọi tiếp viện, gặp người nào đi ra giết người đó ngay lập tức. Không thể chờ chết trong vô vọng như vậy được. Lam Trạm nhìn thấy những chiếc lá phong trên mặt đầm liền suy nghĩ ra cách thoát thần. Trong hang không có cây thông, lá phong chính là con đường thoát. Dưới đáy hồ nước này nhất định có lỗ hổng thông qua nguồn nước bên ngoài. Trong số bọn họ chỉ có Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện biết bơi nên họ liền nhảy xuống dò la tin tức. Bơi sâu xuống hồ nước, ở đó có vô số đầu lầu, nam chính bị dọa một phen, động tĩnh này khiến con quái vật tỉnh giấc. Không tìm thấy đường ra, Ngụy Vô Tiện liền ngoi lên bờ. Bỗng dưng con quái vật ngó lên tấn công, may mà anh kịp thời tẩu thoát. Trong tình thế nguy hiểm, nam chính liền bày ra một pháp trận khống chế nó, vậy nhưng chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Người của cô Tô Lam thị bắn cùng hỗ trợ, chỉ là mũi tên bay lệch hướng và bắn phải Ngụy Vô Tiện, khiến anh trọng thương. Anh ra lệnh cho mọi người đi theo tẩu thoát ra ngoài trước, còn mình sẽ ở lại đối phó. Giang Trường dẫn theo nhóm người vừa mới thoát ra khỏi hàng thì đã bị đám người Ôn thị bao vây. Dưới hang động tình hình khá nguy hiểm, cứ ngỡ Lam Trạm đã rời đi, nhưng không ngờ anh ta đột ngột xuất hiện yểm trợ. Sau một lúc vật lộn, cả hai người họ đều trọng thương, cần tìm nơi ẩn náu cho thời cơ hành động. Vết thương ở chân của Lam Trạm càng lúc càng trở nên nặng hơn. Nam chính dùng túi dược liệu mà Miên Miên tặng để băng bó vết thương cho Lam Trạm. Sau khi vết thương chí mạng đã được hóa giải, Lam Trạm cũng không quên cảm tạ Ngụy Vô Tiện. Hai người cần nghỉ ngơi và nghĩ cách thoát ra khỏi hang động. Cách duy nhất là phải giết chết nó thì mới có cơ hội để thoát thần. Điểm yếu của nó là phần cổ mềm nhưng mà rất khó đắc thủ. Nghe Lam Trạm kể lại thì thủy quái này không phải dạng tầm thường mà là con thú dữ đổ lục huyền vũ. Sách cổ ghi lại 400 năm trước, Kỳ Sơn Ôn thị từng xuất hiện đổ lục huyền vũ làm loạn. Nó là hợp thể của đầu rắn với thân rùa, thoạt nhìn giống thần thú nhưng lại ăn thịt người. Các tu sĩ hợp tác với nhau vẫn không giết được nó, huống hồ bây giờ hai người còn bị thương. Hiện tại chỉ còn biết trông chờ vào nhóm người của Giang Trừng tới Cô Tô Lam thị cầu cứu là gần nhất.
Nhắc tới Cô Tô khiến cho Lam Trâm chạnh lòng, nhà của mình đã bị thiêu rụi, tông chủ cũng sớm ra đi, còn huynh trưởng thì lạc mất tích. Lam Trâm vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi 3 ngày, nếu như không có ai giải cứu thì sẽ ra tay giết chết con quái vật kia. Ở bên ngoài, mặc dù Giang Trừng bị thương khá nặng, nhưng anh ta vẫn cố gắng đi tìm cứu viện. Trong hang động, hai người họ cũng khởi trận bằng cách xăng huyền sát thực của Cô Tô Lam Thị. Lần này chia thành hai hướng, Ngụy Vô Tiện sẽ đi đánh lạc hướng quân quái vật. Anh ta lặn xuống đáy hồ dụ quái vật tỉnh dậy, bỗng dưng một luồng tà khí tỏa ra. Bên trong lớp đầu lâu đó là một thanh kiếm. Vô số tà khí lao ra, ngay sau Ngụy Vô Tiện định rút nó lên. Cũng nhân cơ hội đó, con quái vật từ phía sau há miệng nuốt gọn Nam Chính vào bụng. Chỉ là trên tay Nam Chính đang cầm vũ khí, cho nên đã dễ dàng đâm một nhát vào cổ của nó. Cộng thêm Lam Trâm ở bên ngoài phối hợp, người tấn công bên trong, kẻ trấn thủ bên ngoài. Dây huyền sắt trấn thủ siết chặt cổ con quái thú, chặt đứt đầu nó trong nháy mắt. Cũng chính lúc này Ngụy Vô Tiện kiệt sức rơi xuống đáy hồ. Tập 10, Lam Trâm nhảy xuống đưa Ngụy Vô Tiện lên bờ. Anh ta hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn không quên nhờ Lam Trâm đàn cho mình một khúc nhạc. Khi tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đã thấy sư tỷ trước mặt. Hóa ra là trở về nhà rồi. Do vết thương khá nặng nên anh đã hôn mê suốt 3 ngày liên tục. Mặc cho sức khỏe bản thân, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi dậy hỏi thăm tình hình của Lam Trâm. Được biết anh ta đã quay về Cô Tô Lam Thị. Sau khi kết thúc trận chiến, Ôn Triều đem xác của Đồ Lục Huyền Vũ về khoe chiến tích với nhạc phụ. Hắn tự cho là bản thân mình thu phục được yêu thú, rồi cho mở tiệc lớn ở thành Bất Xạ Thiên để ăn mừng. Chưa dừng ở đó, hắn còn đem chuyện các đại gia tộc tạo phản bầm báo. Cùng lúc đó, Giang Thúc Thúc ghé thăm, ông khen ngợi Ngụy Vô Tiện trước mặt Giang Trừng khiến cho anh ta không khỏi chạnh lòng. Nhưng rất nhanh Giang Trừng liền thay đổi thái độ, bị ép là đáng đời. Anh ta cho rằng Ngụy Vô Tiện không nên ra vẻ như vậy. Nghe lời này, Giang Phong Miên lập tức lên tiếng chỉnh đốn. Ngay lập tức, Ngô Phu Nhân cũng xuất hiện phản bác lại. Bà ta tức giận, lý do nổi giận là do ngoài kia người ta đồn đại rằng Giang Tông Chủ bao năm qua bao che giàn dứ với tán nhân ngoại đạo, cho nên coi con của tán nhân như con ruột của mình. Họ còn nghi ngờ Ngụy Vô Tiện có phải chăng là con riêng của Giang Phong Miên. Tức giận vì lời lẽ này, Giang Phong Miên quay người bỏ đi một mạch. Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng lại hỏi cho thông suốt. Giang Trừng lập tức gạt tay. Bao nhiêu tức giận bấy lâu nay của mình được bộc bạch. Trong mắt phụ thân, Giang Trừng lúc nào cũng không hiểu gia phong, không xứng đáng làm tông chủ Giang tộc. Ngụy Vô Tiện giết được Đồ Lục Huyền Vũ, đánh tới nỗi đổ máu thì được khen ngợi. Còn anh làm gì cũng cho là trái gia phong. Anh nhớ tới ngày trở về báo tin phải chạy mất mấy ngày, sức cùng lực kiệt về tới nơi là ngã quỵ xuống mà không nhận được câu hỏi thăm nào của người cha ruột. Vậy thử hỏi ai mới là con ruột của ông? Nhìn thấy Giang Trừng mất bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường an ủi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Ôn Nhược Hàn lôi Ôn Triều ra xử tội vì đã không diệt cỏ tận gốc, để cho những đại gia tộc khác tẩu thoát. Ông ta liền bày ra mưu cho con trai lập trại giám sát. Nếu thuận thì thu đám con cháu các gia tộc đó về dưới trướng quyền để sai vật, còn trái lệnh thì giết lập uy cho thiên hạ. Một khi uy phong bị mất đi sẽ khiến cho các gia tộc khác phản kháng, cho nên phải quyết đoán. Và phim vẫn còn tiếp, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nhé!